Nhận định chứng khoán tuần từ 18 đến 22 tháng 12, thị trường tiếp tục có các phiên điều chỉnh. Trong ngắn hạn, các chỉ báo đều thể hiện tín hiệu tốt của thị trường chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch chưa rõ ràng có thể khiến thị trường xuất hiện các phiên rung lắc điều chỉnh trong tuần tới. Chỉ số VN-Index ghi nhận tuần 2 từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 giao dịch ảm đạm với 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng, áp lực bán chủ động gia tăng mạnh khiến chỉ số chung liên tục mất điểm. Kết tuần, VN Index giảm 22,14 điểm, tương đương 1,97%, đóng cửa tại 1.102,31 điểm. Trong tuần giao dịch vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán dòng 3.483,6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Đây cũng là tuần thứ 6 bán dòng liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này, nâng tổng trị giá bán dòng kể từ đầu năm 2023 lên 22.600 tỷ đồng. Theo nhận định của các công ty phân tích chứng khoán, thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên đầu tuần này nhưng áp lực điều chỉnh có thể gia tăng trong phiên hoặc cuối phiên khi các chỉ số tiệm cận vùng đỉnh cũ ngắn hạn